Gài á, bọn mình mắc ôn thi rồi 3-4 ngày mới ra được một clip. Thời gian gần đây bọn mình thi mấy cái môn phụ không à, giờ thi mấy cái môn chính cho nên phải học bài dữ lắm. Tình hình học tập của mấy em này như thế nào đâu? Hôm gài em thi môn nào cũng lớn điểm hết á. Wow. Môn lớn điểm nhất gần đây là 5 điểm. Tại đây nè, nó không dở. Tới thi á, em chỉ bài nó, đã đời mấy bài kiểm tra ra. Nó lớn điểm hơn em, nó 5 điểm em có 4 điểm à. Trong video này thì mình cũng sáng thẳng vào vấn đề luôn, không có nói dài dòng chi cho tốn thời gian. Là bọn mình sẽ thực hiện thử thách hoàn thành 3 ngôi nhà hộp bút. Đây là ngôi nhà hộp bút đó, bạn có thể nhìn thấy đây, nó giống như là một cái hộp bút vậy, nhưng mà chúng ta sẽ trang trí cái hộp bút đó trở thành một cái thị trấn. Nhà hộp bút gán làm cho đẹp vô trường phê các bạn nè. Ngôi nhà mini hổm làm muốn xỉu rồi, giờ tới ngôi nhà hộp bút nữa. Anh Vinh mới mua cái nhà hộp bút này nè, đem về bán. Các bạn nào mà muốn mua hãy lên shop tonythoi.vn mà mua. Đồ chơi này thường sáng tạo và tỉ mỉ không à, còn khéo léo và kiên trì nữa. Đòi hỏi tính tỉ mỉ rất là cao, vì thế mình sẽ vào để mà tham gia cùng với mấy em này. Nè, cưng dở cái hộp bút lên cho anh coi. Nó không khác gì hộp bút các bạn đi học bình thường hết á. Nói ngắn gọn lại là chúng ta sẽ xây dựng một cái khu phố trong cái hộp bút này. Ở đây người ta có trang nhiếp chiếc keo sẵn luôn nè các bạn. Còn con thỏ này để làm cái kệ nè. Cái này là một tiết nhân tạo nè các bạn. Hộp bút của mình thì màu xanh lá cây. Trời ơi, tao với mày mở ra cái hộp mà không nắm tính rồi. Thôi kệ, làm luôn đi mày ơi. Bình thường đọc tiếng Việt mà còn không hiểu nữa, cái này toàn tiếng Anh không à. Cần gì phải đọc tiếng Anh, mà nhìn hình thôi mày cũng hiểu rồi. Cắt cho kỹ nha các bạn, cắt lúng vô tờ giấy là bỏ luôn á. Anh Ngáo cắt xong được cái tấm ảnh bìa nè, giờ dán vô. Định dán tấm vô đây nha. Vuốt qua, vuốt qua, có chuyện nó chảy á, vuốt đi rồi. Rồi xong rồi. Ảnh vô. Cái nhà hộp bút này nè, mở đèn được luôn, bạn Như Anh đang câu dây điện. Nó cháy rồi nè các bạn thấy đẹp không? Bọn mình đã làm xong rồi nè các bạn. Đây là cái công tắc để mình mở lên cho các bạn xem. Đèn lên nè các bạn. Các bạn thấy đồ chơi này đẳng cấp không? Tưởng có mình đợi mày biết làm hay gì. Cường mở đèn. Tiểu Cường muốn tiếp theo là cắt cây này ra thành một cây bự và ba cây nhỏ. Cái này đòi hỏi rất là tỉ mỉ nha các bạn. Phải làm từ từ. Mình làm xong được cái vỏ táo rồi nè, siêu nhỏ luôn. Đây là quá trình mà mấy em và mình đang tập trung hoàn thành cho xong 3 cái ngôi nhà hầm bút. Bạn thấy cái chi tiết nó rất là nhỏ. Đây cho các bạn xem nè. Đâu đâu bà đưa cho anh mấy cái trái dưa hấu với bên kia qua coi. Rất là nhỏ luôn bạn. Ví dụ như đây, đây là vỏ trái cây nè, vỏ táo nè, bạn thấy rất là nhỏ không? Ok, dán cái nhà nha các bạn. Dán cái mái hiên nữa là tạm thời hoàn thành xong khu phố rồi. Giờ mình sẽ gáp cái này vô ngôi nhà hộp bút coi đẹp cỡ nào nha các bạn. Mấy bộ phận trong ngôi nhà khu phố mình gáp sẵn, bỏ đây nha các bạn. Các bạn làm từng cái bộ phận trước á, xong rồi mình gáp nó lại tự thành khu phố giống cô Ngọc với Vũ Hành vậy á. Mấy cái trái chi ghi này mình làm xong hết trơn rồi đó. Gáp mấy cái nhánh bông lại để đính vô cái nhà hộp bút nha. Các bạn ai muốn mua ngôi nhà hộp bút thì hãy lên shop tonythoi.vn mua nha. Bạn nào mua 3 ngôi nhà hộp bút sẽ được anh Vinh tặng cho một bộ Lego 250 mảnh ghép.
giờ mình sẽ ráp các phụ kiện trong ngôi nhà nha các bạn. Bộ mình sắp xong rồi đó nha. Mưa luôn rồi. Đây là các bản hiệu cà phê, bộ mình sắp làm xong rồi. Bạn để mình mở đèn lên. Ừ, đẹp lắm rồi đó. Qua bên đội bên đấy xong chưa? Đội em cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ cần kết đèn với gắn mấy cái bông hoa vô là xong. Ừ, ok, gọn đội của Tiểu Cường. Dạ xong anh Vinh ơi. Xong luôn hả? Xong mà anh thấy nó đang làm gì đó? Dạ gác mấy cửa là anh Vinh. Ừ. Bông ra đi anh Ngáo, rồi từ từ mình tính tiếp. Nè, người ta kêu mình cắt cái miếng này ra nhiều mảnh nhỏ này các bạn. One hour later. Mình làm tới đâu rồi Quang? Tội lúc nào cũng làm như sao đó. Cái phần gác đèn nè. Nhanh lên đi, nào anh Minh cho anh Vinh chấm điểm. Rồi. Nhà bút khu rừng mộng mơ đã được hoàn thành. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Trên mấy cái hộp này nè đều có tiếng Anh á. Dương giỏi tiếng Anh thử dịch đây. There were two rabbits traveling in the winter. Trời, tao có biết tiếng Anh đâu, mày dịch sang tiếng Việt đi. Có hai con thỏ đi du lịch vào mùa đông. Nó đi qua cây cầu đầy tuyết. Nó thấy một cái khách sạn có ngọn đèn lung linh. Khúc sao ai gì tao hết biết dịch luôn rồi. Trời ơi, con nhỏ này học trong trường tiếng Anh 9-10 điểm rồi đây, dịch có con cầu cũng không được nữa. Bà cô tao dạy ngữ pháp không à. Chứ ba dịch này tao đâu giỏi đâu. Mấy cái trường học ở đây ngộ lắm, toàn là cho học ngữ pháp không mà, chứ không có chú trọng vào nghe nói đọc viết. Bởi vì học sinh ở đây á, học tiếng Anh từ lớp 3 tới lớp 12, học đã đời ra xong. Gặp người nước ngoài không biết nói gì hết trơn á. Sẽ nhờ bạn Tiểu Phương và Tiểu Bo vào trong này xem coi thích cái nhà học bút nào nhất. Rồi vô trong này đây. Ồ, cưng lấy nhà nào đẹp nhất. Cưng nói anh nghe coi. Cưng thích ngôi nhà nào thì chọn ngôi nhà đó đi. Có anh Vinh bảo kê mà sợ Vũ Thanh vậy. Ngôi nhà này đẹp nhất nè. Yeah. Nhà này em chấm 10 điểm nè. Cái bộ này chi tiết quá đơn giản, lắp ráp còn dễ nữa. 8 điểm là vừa. Tới đợi bên đây. Thôi, đợi của ai mà đẹp dữ ta. Chi tiết khó mà làm lại đẹp. Nhà này đẹp nè, em chấm 10 điểm. Yeah! Bò ơi, cưng ngoan quá. Sao cưng dễ thương như vậy bò? Trời ơi, tới đội của mình rồi, sao mình gung với các bạn? Chấm điểm rẻ rẻ nha, Tiểu Phương, Tiểu Bò. Đội này hả? Cũng đẹp, nhưng mà không đẹp bằng hai đội kia. Em chấm 8 điểm. Đội này cũng chấm 8 điểm luôn. Chấm điểm gì kỳ trời. Bỏ anh Ngáo người ta thua là phải khóc. Tại sao anh lại cười? Lúc người ta đau đớn nhất các bạn á là người ta không còn khóc nữa, người ta chuyển sang cười. Các bạn muốn mua nhà hợp bút hãy lên shop tonythoi.vn. Các bạn mua 3 bộ ngôi nhà hợp bút sẽ được tặng bộ Lego 250 mảnh ghép. Anh Vinh sẽ miễn phí vận chuyển cho các bạn. Thời tiết hôm ngày mưa nắng thất thường quá, vì vậy mà team mình phải mất rất là nhiều thời gian mới hoàn thành xong thử thách, hoàn thành 3 cái ngôi nhà hợp bút này cho bạn xem. Và những bạn nào mà có nhu cầu muốn mua những ngôi nhà bút này thì hãy lên shop tonythoi.vn nhé. Đặc biệt mình đang khuyến mãi mua 3 hộp nhà hộp bút sẽ được tặng một bộ Lego 250 mảnh ghép trị giá là 190.000 hay gì đó. Đây 500.000 lấy một tờ, lấy đại ra đi.
Rồi chưa? Cảm ơn Vinh. Chừng nữa anh quay clip á, anh nói với khán giả cho bọn em 5 triệu, thiệt ra là anh cho bọn em 500 thôi, anh nói lấy lại 4 triệu rưỡi đi. Vậy nghe cho nó sang, nghe cho nó sang chảnh phải không? Dạ. Thôi cưng ơi, mình có bao nhiêu nói nhiều kệ. Ai nói gì nói. Đâu rồi? Còn đội hạng nhì rút 2 tờ 50, hạng nhì đâu? Lấy 2 tờ 50. Rồi đủ ha. Hạng 3 có được gì không anh? Hạng 3 hả? Hạng 3 không được gì chứ cưng ơi, dở quá trời mà được cái gì. Chung đội với Thành Ngáo thì coi như xác định đi ha. Rồi video này đến đây là kết thúc nha. Dạ bye bye, hẹn gặp các bạn những video sau đi. Dạ bọn mình sẽ cắt mấy hộp bút này rồi để chiều nay khoe mấy đứa trong lớp. Mua mấy hộp bút này về tặng quà sinh nhật cho mấy bạn gái là ok luôn.